Nếu có người lữ khách phương xa nào chợt hỏi đêm ở thành phố Hồ Chí Minh có gì đặc biệt, xin được nói rằng một trong những điều lôi cuốn của thành phố về đêm đó là thưởng thức ẩm thực nơi phố phường nhộn nhịp đông vui. Vừa nhắc tới món ăn khuya thì Quang Bảo đã có thể nghĩ ngay ra được rất là nhiều những món ăn ngon, nào là cháo trắng hột vịt muối, nào là chè, nào là bánh tráng nướng. Thế còn quý vị thì sao? Món ăn khuya yêu thích của quý vị là gì? Thường thì mỗi khi ăn khuya thì tôi sẽ thường chọn những món ăn vặt như là bánh tráng nướng hoặc là súp, là những món rất là nhẹ bụng. Thường là ăn phở hoặc là bò bít tết hoặc là cháo. Món thường ăn là ăn cháo mực. Mỗi khi ăn khuya tôi thường ăn những món nhẹ bụng như cháo trắng ở ngã tư Hàng Xanh. Tôi thường ăn khuya ở Phan Xích Long hoặc là ở Nguyễn Trãi. Tôi đi ăn khuya thì tôi thường ăn ở đường Nguyễn Trãi. Thường hay chọn con đường Cao Thắng để ghé đó ăn. Ăn khuya có thể được xem là nhu cầu hay thú vui của nhiều người. Các con đường như chợ đêm Bến Thành, chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, đường Nguyễn Tri Phương, Phan Xích Long, ngã tư Hàng Xanh vân vân, về đêm luôn sáng rực ánh đèn và thơm nức mùi thức ăn. Thực đơn ăn khuya rất phong phú, từ hủ tiếu, bánh mì, bánh canh đến cháo, sủi cảo, phá lấu. Nhưng món ăn có sức quyến rũ khách ăn khuya nhất có lẽ là cháo trắng. Và cháo trắng Hàng Xanh là một trong những địa điểm nổi tiếng tấp nập thực khách sau 22 giờ. Ngoài món cháo trắng thơm mùi lá dứa, điểm thu hút thực khách còn là thức ăn kèm rất phong phú như trứng vịt muối, dưa cải, cá cơm kho, mắm thái, mắm cá, vân vân. Dạ anh dùng cháo gì ạ? Ở đây mình có cháo gì anh? Dạ em có cháo với cháo đậu đỏ. Ăn kèm với theo là cá cơm, vịt muối, chà bông, thịt kho, cá bóng, tép rang. Rồi, có bạc khía không? Dạ có bạc khía luôn. Có bạc khía luôn hả? Thì rồi bây giờ anh cho em chà bông, bạc khía với lại hộp vịt muối nha. Quý khán giả thân mến, vào một đêm có thời tiết mát mẻ như thế này mà được ngồi hì hợp ăn một tô cháo nóng với những món ăn như là chà bông, một vịt muối và ba khía thì đúng là không có gì tuyệt vời bằng. Tuy là cái sự kết hợp này có hơi mặn một chút xíu nhưng mà đây cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đối với Quang Bảo. Ăn cháo vào buổi tối sẽ làm cho chúng ta không có cảm giác là bị quá no hay là đầy bụng, nhưng mà chắc chắn là vẫn sẽ đảm bảo đầy đủ năng lượng mà Quang Bảo có thể thực hiện được chuyến khám phá ẩm thực khuya đêm nay ở Sài Gòn đó quý vị ạ. À. Dù là giữa đêm khuya, nhưng thực khách vẫn dễ dàng tìm được các món ăn đậm hương vị của Hà Nội tại con đường Hải Triều, ở khu vực trung tâm thành phố, gần đường Hàm Nghi. Ngoài ra, với những ai muốn khám phá ẩm thực Á-Âu, có thể vào những khu phố ở quận 5 hay khu phố Tây ở quận 1 với những món ngon đặc trưng. Thơm quá quý vị ơi, bánh tráng nướng được xem là một trong những món ăn vặt khuya được rất là yêu thích tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các bạn trẻ. Chỉ với một lớp bánh tráng mỏng, bên trên là một chút trứng nè ha, rồi chà bông, rồi tôm khô và thêm một chút hành phi rất là thơm nữa thì đã tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn mà ngon miệng. Không chỉ phong phú về các món mặn, các món ăn vặt mà thức ăn giải khát, đặc biệt là chè, cũng là món ăn được nhiều người ưa thích. Đường Nguyễn Tri Phương với những món chè Thái nổi tiếng, đường Nguyễn Kiệm là những hàng chè nóng thơm lừng. Thưa cô, hôm nay Bảo tới đây ăn chè xôi nước y như cũ phải không? Dạ y như cũ cô. Ở đây có nhiều thứ chè mà sao Bảo không dùng thử? Đậu trắng, chuối chân, xôi nước, táo sợn, đậu xanh bột bán. Con biết là ở đây có nhiều món mà tại vì con rất là thích ăn chè xôi nước. Tại vì coi như là con mà đã ghiền cái gì con phải ăn hoài cái món đó cho xong. Với lại tại vì con thích đậu xanh đó, rồi nước dừa mà nó quyện vô nhau nó béo béo. Mà con còn thích ăn những cái đồ gì nó béo nữa. Cho nên là phải ăn khi nào mà thôi, ăn cho nó đã rồi, khi nào con ăn nó có gì sao. Dạ, con cho con chén nha.
Quý vị khán giả thân mến, đối với những ai hảo ngọt thì khi đi ngang qua con đường Nguyễn Kiệm chắc chắn là không thể nào bỏ qua được quán chè Đèn Dầu của cô chú Sáu. Đây là một quán chè đã được bán gần 40 năm với rất nhiều những loại chè nóng ngon như là chè chú Chân, chè trôi nước và chè đậu xanh và rất nhiều loại chè khác nữa. Một điều thú vị ở đây là cô chú chủ quán rất là thân thiện và vui tính. Vừa được thưởng thức những món chè ngon, vừa được nghe những câu chuyện phím của cô chú thì chắc chắn là không một thực khách nào có thể từ chối được, phải không quý vị? Quý khán giả thân mến, ăn khuya không chỉ nhằm giúp chúng ta xoa dịu cơn đói mà nó còn trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng của người dân thành phố. Trong tiết trời se lạnh của đêm khuya, nếu như được cùng những người thân, bạn bè hay là một nửa yêu thương của mình được dạo bước, được cùng khám phá những ẩm thực đêm thì đó không chỉ là một thú vui tao nhã thảnh thơi mà còn không kém phần lãng mạn nữa quý vị nhỉ.